Xin chào quý vị, hôm nay Alo Bác Sĩ sẽ giới thiệu một đầu bếp đặc biệt, đó là ông Kazuhisa Katahashi, giám đốc công ty Watchedding, công ty phân phối nấm mỡ tại Nhật, đồng thời là cố vấn cao cấp của công ty Yoshimoto Mushroom Việt Nam, sẽ hướng dẫn các bạn nấu món súp nấm mỡ. Không chỉ là doanh nhân, ông Katahashi còn là một đầu bếp tài hoa. Ngay tại trung tâm Tokyo của nước Nhật, ông sở hữu một nhà hàng chuyên chế biến các món ăn từ nấm. Món ăn của ông hấp dẫn đến mức muốn thưởng thức tài nghệ của ông phải đặt trước từ rất lâu. Đây là điểm đến yêu thích của các quý bà, quý cô vì nấm là thực phẩm có tác dụng làm đẹp, mang đến làn da mịn màng, khỏe mạnh. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn sẽ được thưởng thức một món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, đẹp cho làn da.